Xin chào mọi người. Thì hôm nay em làm món chả giò thịt. Thì đây em sử dụng đây là 1 kg thịt nè. Thịt này là thịt nạc quay. Cái này là nấm hương, nấm quên, cái này kêu là nấm mèo. Đó, cái này em sử dụng khoảng vô đây nè, khoảng 1 nắm tay ha. Ở đây không có khoai môn, cho nên là em sử dụng khoai tây, khoai lang. Cái củ khoai lang này khoảng 7 lạng á. Hành lá, chanh chanh tỏi ớt để làm nước mắm. Em sử dụng đây là 2 củ cà rốt với lại cái trứng. Thì ngoài ra có bánh tráng và bún tàu. Bây giờ em sẽ sơ chế cái phần thịt này, mình cắt nhỏ đem xay, rửa rồi thì mình cắt nhỏ đem xay ha. Đầu tiên thì ngâm cái phần nấm mèo. Tiếp theo thì ngâm cái phần này. Cắt có thể, nếu mà bạn nào có nhà có máy á, thì mình xay, còn không có máy thì mình làm, không có cần thì mình lại quá nhuyễn, tự mình làm cái giò mà. Cái loại thịt này rất là ngon, nó mềm á mà nó không có quá khô, nó có độ béo gân á ở trong này. Thịt nạc quay á, để mình làm món chả giò rất là hợp, nó ngon. Mọi người ơi, sau cái phần thịt á, em xay xong rồi nè, đó đây là cái phần thịt em xay xong. Giờ tiếp theo á, mình sẽ cắt cái phần hành lá này nè. Cắt cái phần hành lá này bỏ vô. Phần hành củ này nó hơi to, mình cắt rồi mình bằng. Còn hành hành này á, mình sẽ bỏ vô dầu của tao cho nó thơm lên, xong mình đổ cho cái phần nhân. Còn cái lá xanh này á, thì mình bỏ vô trong trực tiếp chỗ này luôn, chỉ mình xào cái phần củ thôi. Mỗi ngày á, mỗi lần làm á, thì có một cái cách, thêm một cách khác nhau, tự về học người này học người kia thì mình thêm được một cách ăn, cách nấu ngon hơn. Phần lá này phải ở đây. Còn cái phần đầu củ này thì em bỏ vô chút mình tao với lại dầu. Cái này là phần nấm mèo em rửa sạch rồi á, giờ mình cắt gấp. Cắt gấp bỏ. Nhà có máy xay á, thì bỏ vô máy xay ha. Còn không có máy xay thì mình cắt nhuyễn. Cái này cắt cũng nhanh. Đây em sẽ bỏ vô máy xay thịt, cái máy để xay thịt nè. Giờ mình cắt nấm bỏ vô xay cho nó nhanh, đỡ tốn thời gian. Cái phần nấm mèo này rất là... Tiếp theo đây là cái phần khoai lang á. Khoai lang mình gọt vỏ sạch sẽ rồi á, bây giờ mình chỉ ra để mình bào. Mình dùng cái đồ bào này nè mấy bạn. Đó. Muốn bào xay lớn xay nhỏ thì tùy ý ha. Củ này to, khoai lang rất là ngon. Bên trong nè, bên trong rất là đỏ ha, khoai lang này ngọt lắm.
một cái gì á mà tới 7-8 lạng hơi chắc rồi. Thì lại cà rốt nó sẽ ra nước á, thì cái chả của mình nó sẽ bị mềm, không có ngon. Mình sẽ vào cái lò cái xào lớn nhất. Cà rốt cũng vậy ha. À, sau khi cái phần khoai tây với lại cà rốt em bào xong á, thì bây giờ mình sẽ trộn lại nha mọi người. Cái này nó hôm nay làm nhiều quá, ở nhà nó không có cái nhà em không có cái gì to hơn hả. Bây giờ mình sẽ chia làm hai, mình bỏ cái phần thịt này vô qua đây một nửa, mình trộn, mình chia làm hai. Tại vì cái này hôm nay làm nhiều á, từ bây giờ lâu lâu em làm có thời gian làm một lần, em muốn làm ăn nhiều để tủ đông á, xong rồi khi nào mình ăn là mình cứ lấy ra mình chiên ăn thôi, cho nên rất là nhanh, không có còn phải lúc nào cũng làm, cho nên là em làm nhiều. Đó. Đây là làm hai phần được rồi, rồi bỏ cái lan với cà rốt này vô. Rồi đây một nửa ha, giờ em sẽ chia luôn cái phần này một nửa. Này là nấm mèo, trứng, mỗi bên một cái trứng. Nhiều lắm luôn á. Rồi đây là tiêu, mình sẽ cho vào đây tiêu. Thích ăn cay thì cho nhiều tiêu nha mọi người. Em thích nhiều tiêu để cho nó thơm á. À, cái này em sử dụng hạt nêm. Hạt nêm ở đây luôn. Đây mình đông đi. Đông vô đây khoảng một muỗng hạt nêm. Hạt nêm rau củ. À, trong phần chả giò không có nêm nước mắm, tự nước mắm nó ra nước làm chả giò mình nó bị mềm. Đây nửa muỗng muối, đây nửa muỗng muối luôn. Bên đây là một muỗng đường, muỗng vuông đường ấy. Rồi cái phần hành phi đó, đó. Giờ mình chiên cho nó thơm lên rồi mình bỏ vô đây luôn. Rồi bắt đầu bây giờ trộn lên thôi mọi người ha. Đây còn muốn tạo này không nhanh á, đừng nhanh cho nó mềm ra nè, nó mềm nhưng mà không có nở nhiều. Đó, mình cắt ngắn ngắn bỏ vô đây để cho nó ngon á. Rồi tiếp tục mình chiên đây một nửa. Mình trộn cái phần nhân này không có cần phải nó quá mặn ngọt gì đâu. Tự vì cái rau củ đã có chất ngọt nè. Thì mình còn chấm cái nước chấm nữa. Nước mắm ngọt á, mình còn chấm nước mắm đường nữa.
Cho nên là cho gia vị như vậy là được rồi. Đây, sau khi cái phần mình đã trộn xong nè mọi người, đây còn đang sử dụng hai loại bánh tráng. Bánh tráng em mua được bánh tráng Thanh Thủy với lại bánh tráng của Bari Tre đó. Rồi bây giờ mình thử cuốn một cái loại này trước thôi ha. Bây giờ đầu tiên là nhúng bánh tráng, cái này mình xài nước mình quét lên. Nhúng hai mặt cho nó mềm bánh. Uống một lần gì là có một muỗng ha, muỗng canh. Bẻ hai cái đầu này vô. Cái chỗ này nó bị bánh tráng nó bị bể nhưng mà không sao hết, tại vì cái bánh tráng nó lớn lắm, nó đã chia hết cái phần thịt rồi, phần nhân rồi. Cứ một vò cá bánh tráng mình cho mình một muỗng nhân. Em thấy có nhiều người á chia sẻ cách làm chả giò này nè, nhúng nhúng bánh tráng bằng nước cốt dừa rồi rồi bằng trứng tập đủ thứ đó. Nói chung là mỗi người có cách làm khác nhau nhưng mà em thấy mình làm đơn giản gì ăn nó cũng ngon rồi, có thêm nhiều thứ vô có quả quá, cầu kỳ quá làm không nổi mọi người. Ở Việt Nam mình nó nhiều người có nhiều cô làm nó cũng đơn giản mà ăn nó ngon quá chừng luôn, đúng không? Đây được 3 cuốn rồi. Thank you.
rồi. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Thì sau khi cái phần chả giò đó em chiên xong mọi người, chiên xong nãy nó tròn quá chừng luôn, nhưng mà để nãy giờ chờ hai đứa con vô thì bây giờ nó hơi bị mềm một chút. Rồi cái phần nước mắm bây giờ mình nước mắm ra con. Này nước mắm của con này. Thật chi phiêu, tôi đơn nhỏ. Ăn hết thì bị được một tô này, có muốn uống không? Đã uống nước mắm không? Muốn bây giờ. Chờ uống nước mắm uống luôn. Trời ơi. Thôi cô không thèm dữ hả? Cô không uống. Rồi. Mà salad. Bây giờ em không ăn được cái salad đâu. Đối với em salad bây giờ nó như là một cái nói chung là không ăn được. Mà mọi người nha, em làm ra được mấy ký luôn, được 2,5 kg chả giò. Em con được 2,5 kg á. Cái này là khoảng tầm như này 1 ký á. Còn 1,5 kg cũng là được. Ngọt nhá, cũng ngọt. Cũng còn giòn á nè. Vâng, chưa có gì nhỏ. Pháp đi leo. Which one? Which one? Well, very sweet, I feel very calm. Sweet. Oh, this is a lot. You know, a lot? Yes, I'm wrong. Is this a spoon inside? What? Oh, you want red pepper? Is this a spring roll and spring roll? Yeah. Is this one more red pepper? No. Lẽ có thì cái bánh tráng nữa nhưng mà. What does it take? I will be feel good after. No, there's only more red pepper. No, what does it take? I will see what cheese. Goose. You need this from goose. Chà này còn ăn trứng ngỗng luôn. Ngon kìa. Ngon hả con? Nó không mẻ cái miệng luôn là tao ra nước mắt lắm mà. Я вам письмо. Что тебе очень нравится вьетнамская кухня? Вьетнамская еда нравится тебе? Ну, классно. Cái món nào mà có nước mắm ngọt đó là mình thích ăn đó. Ai mà? Cái cuốn này thành hai cuốn nhỏ nè, một cuốn dài thành hai cuốn nhỏ. Đúng rồi. Ăn ghê không? Thái lát trứng này. Tôi sẽ tổ cái này. Thôi ăn. Nó có cái flan á, nên ăn cái mùi bùi bùi hơn. Chúng cũng mở ra. Очень вкусно. На самом деле, да? Муся, ты что там делаешь? Муся, мешай нам кушать. Thấy ăn giống là mùi rừng quá. Từ con cô YouTube á, thấy mùi rừng ăn á, xong rồi cái bắt thuốc ăn kỹ vậy. Mình ăn vậy xấu đó con. Có xong luôn à? Ngon, nhưng mà mình cũng phải ăn từ từ là sự. Tự mình sống ở thành phố chứ không phải là mình đã sống trong rừng.
You know, this year all people say very expensive vegetables, cannot understand why. Yeah. I say she cannot believe before very cheap and poor what happened. Little one trying to grow. Hôm nay á, ở đây salad nó salad rau củ gì nó hết. Nó rẻ mấy năm trước mùa này rẻ đó, nhưng mà hôm nay mất. She said before, in this time already potato like price 7 hill. Cucumber too. You grow some onion. Onion very big. After you grow. She say after. I sold and they say. After me and the raw. Mát tay á. Anh hai vợ chồng anh trai của anh mất á, bữa về quê á anh chị. Rồi trước em mới về á, xong rồi em phụ chồng hành tây á, hai chồng nói hồi bữa cái đám mà em chồng á, cái củ nào nấy bự hơn mát tay á, cho nên nó bự nhiều, bự hơn những năm trước rất là nhiều, củ nào nó chặt bả luôn. You grow carrots. Carrots are good. What? They buy both hotels, but. Not good. Not good. Very good. Carrots. Core stick very big. Brother say, oh my god, like wood. Thứ này em trồng bắp nữa. Em trồng á, em giao hẹp á. Chẳng bắp nữa, ăn cho nó cái thân của cây bắp nó như là cái gốc cây à. Là cái thân nó cứng lắm, nó to, bự. Nè, really? Really, yep, what? Tại sao вы говорите? Ну, про огород, там, где помнишь, мама садила... Нет, садила у дяди Сергея лук и кукурузу. Видел, какой лук большой? Нет. Нет, куда мы ходили? Далеко, на огород. А у вас садил там цибули и... Да, да. Там, где огурцы собирали. Да. Там вообще было большое. Угу. Круто, если цибули вообще было больше в земле планеты. Вообще было круто. Con giới ẩm. Sao không nhỏ? Nhỏ cậu. Mấy ngọt hả? Con nhu lặng cái này ẩm cho sao nhỏ. Vâng. Anh rất biết mà rất biết mà rút. 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 Em có tay cho cái phòng. Vì chết của bố mấy con là gì? Cái rốt. Vật chiếc này. Mắt không ạ? Bữa tối của nhà thì em cũng tới đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Bye bye. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Thế còn chú thương một cát chứ nó, chú nó bắt đầu thương một cát rồi. Thế một cát thì giỏi thương một cát nhiều. Oh, this is mosquito exactly center. Mấy anh chị con này dời về con ngủ nó cắn sao mà ngay cái chán. Mà cái sống chán luôn á. Cái chỗ thịt nó cắn mà cắn ngay cục xương, sống chán ấy. Xương một cục nó còn bự hơn. Ты ударился?